Màn cầu hôn vỏn vẹn 7 giây khiến dân tình choáng váng, càng xem kỹ càng không thể nhịn cười. Anh Tú và Diệu Nhi là cặp đôi luôn khiến dân tình chao đảo mỗi khi xuất hiện cùng nhau vì quá dễ thương. Sau pha khoe giấy kết hôn đầy bất ngờ làm dân tình phải thốt lên, anh chị giấu kỹ quá mà cả nước ai cũng biết. Thì mới đây, Diệu Nhi đã chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn đầy lãng mạn khiến cộng đồng mạng xô xui vì cảm lạnh. Cùng với caption, nếu bạn Mỹ mất 5 phút để xem clip cầu hôn thì không, chúng tôi chỉ có 7 giây, khiến ai ai cũng xỉu ấp xỉu đao trước sự dễ thương không lối thoát này. Ngắn gọn, xúc tích và cái kết thì chẳng cần phải tò mò, nhưng điểm nhấn của đoạn clip không phải là thời gian quá ngắn mà sự vô tình của Giang Cơ Mận đã va vào đôi chân đi dép chiếc có chiếc không của Diệu Nhi. Ủa, mừng quá rồi rơi mất chiếc dép hả bà? Cũng là cầu hôn mà nó lạ lắm. Tướng bà cũng có chịu đứng yên cho ông Tú cầu hôn đâu. Các bạn có yêu thích cặp đôi lầy lội này không? Và đừng quên ghé thăm để ủng hộ 8TV mỗi ngày nhé!